sử dụng tinh dầu, xịt tinh dầu lên quần áo của bạn hoặc sử dụng máy phun tinh dầu cũng có thể giúp bạn đuổi muỗi. Muỗi không thích mùi của bạch đàn, bạc hà, xả và húng quế. Mùi của các loại tinh dầu này sẽ xua đuổi muỗi và còn giúp bạn loại bỏ mùi ẩm mốc khi gió mùa về. Thắp hương, khói cũng có thể giúp đuổi muỗi. Vì vậy, hãy lấy giấy bìa cứng đốt bên ngoài ngôi nhà của bạn hoặc cũng có thể đốt nhang để đuổi muỗi và khử mùi hôi. Ngoài việc tự bảo vệ bản thân khỏi bị muỗi đốt, điều quan trọng là ngăn chặn sự sinh sôi của muỗi gần khu vực nhà bạn. Đây là một số việc bạn có thể làm như giữ môi trường xung quanh sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh tốt, hãy tắm đúng cách nếu bạn đi mưa về, không ăn thức ăn trên đường phố và loại bỏ những chum vại nước tủ đọng. Muỗi Aedes hoạt động vào thời gian nào? Muỗi Aedes thường trưởng thành, tiến hành hút máu lần đầu vào khoảng 48 giờ sau khi nở, trong một chu kỳ sinh thực. Muỗi có thể hút máu nhiều lần. Thời gian từ khi hút máu tới khi đẻ trứng thay đổi từ 2 đến 5 ngày. Muỗi Aedes hiện đã tiến hóa thành loài hút máu ngắt quãng, đặc biệt thích đốt nhiều người trong một thời gian hút máu. Điều này khiến Aedes trở nên có khả năng gây dịch cao. Muỗi Aedes aegypti là loài động vật hút máu vào ban ngày. Thời gian cao điểm đốt người của nó là vào lúc sáng sớm, lúc mặt trời mọc và chiều tối trước hoàng hôn, đặc biệt là vào khoảng 1 giờ trước khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, chúng vẫn hoạt động hút máu suốt cả ngày, thậm chí vào ban đêm, nhưng ở mức độ rất thấp. Chính vì vậy, để phòng tránh bị muỗi cắn, mọi người không nên ở những nơi tối, cây cối rậm rạp trong khoảng thời gian này, cũng như không nên để trẻ chơi đùa ở đây. Trong một số trường hợp bắt buộc, ví dụ như do công việc, người ở những nơi ẩm thấp, ánh sáng kém trong khoảng thời gian này cần mặc quần áo dài tay, sử dụng kem thoa chống muỗi để hạn chế nguy cơ bị muỗi đốt. Bệnh nhân sốt xuất huyết có truyền nước được không? Những bệnh nhân bị sốt, tiêu chảy, mất nước nói chung nên được bù nước bằng đường uống nếu có thể. Việc sốt xuất huyết có truyền nước được không phải cân nhắc vào từng giai đoạn và mức độ cụ thể của từng bệnh nhân. Trong giai đoạn sốt cao, khoảng 2 đến 3 ngày đầu của bệnh, tốt nhất người bệnh nên bổ sung nước bằng cách uống dung dịch orezon hoặc nước hoa quả để bổ sung cả nước và các chất điện giải. Đối với giai đoạn biến chứng nguy hiểm, khoảng 4 đến 6 ngày tiếp theo, nếu nhận thấy bệnh nhân có tình trạng thoát dịch, mất nước nhiều, bác sĩ sẽ chỉ định truyền dịch với liều lượng và chủng loại phù hợp tùy theo phác đồ. Sang đến giai đoạn hồi phục, từ ngày thứ 7 trở đi, bệnh nhân đã có khả năng tái hấp thu để bù lại lượng dịch đã thoát trong các giai đoạn trước, do đó cần tránh tuyệt đối truyền dịch. Như vậy, sốt xuất huyết có truyền dịch được không cần được bác sĩ xem xét và chỉ định thực hiện. Tránh việc tự ý truyền dịch bừa bãi rất dễ dẫn đến nguy hiểm. Việc tính toán tốc độ truyền, truyền như thế nào, dịch truyền là gì sẽ do bác sĩ chỉ định trên từng bệnh nhân cụ thể, chứ không được tùy tiện muốn là truyền sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Việc kiểm soát các biến chứng cũng dễ hơn nếu do bác sĩ thực hiện. Chẳng hạn, nếu bệnh nhân đột nhiên có biểu hiện cô đặc máu, bác sĩ có thể điều chỉnh dịch lại cho phù hợp, cân nhắc dùng dung dịch cao phân tử để giữ nước, tránh gây thoát dịch. Tóm lại, việc truyền dịch cho bệnh nhân sốt xuất huyết phải theo đúng phác đồ, người bệnh không được tự ý chuyển nước, đạm hay máu. Quý vị và các bạn thân mến, lưu ý với những bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa tự trường sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.